Chào các bạn, mình là Minh bên Đài Canh Minh. Địa chỉ của Đài Canh Minh là 494 Tô Ký, quận 12. Bên mình chuyên dán đề can đổi màu xe và đặc biệt là dán chống chày cho xe máy. Hiện tại thị trường thì có rất là nhiều các dòng keo để mà dán chống chày cho xe máy như là Cohao, Silung, Chân Long, Taiwan. Tuy nhiên bên mình có dòng phim để dán chống chày cao, đó là phim 4T. Thì có nhiều bạn hỏi ở bên mình ngoài phim 4T ra có phim BBF không? Mà thấy BBF là bên H2 chạy quảng cáo dưới dán xe cho khách nhiều, chống chày cũng tốt. Thì thật ra phim BBF mình biết nhưng mà bên mình không có nhập về dán cho khách, lý do là giá thành nó rất là cao các bạn. Giá thành của BBF dán một chiếc xe nó tầm khoảng trên 2 triệu đến 3 đến 4 triệu một chiếc xe. Trong khi đó dòng phim 4T chống chày cao của bên mình á, mình thấy cái độ chống chày của nó rất là ok, nhưng mà giá nó tầm khoảng 550 đến 650 trở lại tiền đua xe thôi. Thì giữa 550 650 với lại 3-4 triệu thì nó lại chênh lệch rất là nhiều ha mấy bạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa về dòng phim BBF á, thì nó không thể nào mà uống vô những cái xe mà có chiều bẻ keo giống như FTS chẳng hạn. Những nhiều chiếc xe mà bị bẻ keo á thì nó dễ dán khó khăn hơn là dòng phim 4T này. Phim 4T này có thể uống theo và dán rất là đẹp do nó có độ đàn hồi và độ dẻo cao các bạn. Thì đây mình test cái độ chống chày cho mấy bạn xem dòng phim 4T của bên Đài Canh Minh nha. Đây. Sau khi mình dán lên thì với phim 4T á, nó với cấu tạo nó bốn lớp các bạn, mình sẽ bỏ đi một cái lớp phủ bên ngoài và bên bề mặt của keo á nó rất là bóng nha mấy bạn, nó bóng lắm do là có phủ lớp nano nó rất là bóng, cái bề mặt keo bóng hơn so với sơn zin mình rất là nhiều, tăng cái độ bóng lên tuy nhiên rất là nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó cấu tạo dòng phim ở bên trong á, nó chống chày rất là cao. Ví dụ như mình va vẹt đập vô thông thường, vít nhọn như vậy đập vô thông thường với lực mạnh như vậy, các bạn nghe không? Đó, đây gõ vô rất mạnh như vậy đó. Với cái lực gõ vô mà mũi nhọn như vậy gõ vô đó. Và những cái dòng mà lực mạnh hơn như cào của dòng búa như vậy, cào như vậy đó, tăng lên cái độ chày keo nhiều hơn. Khi mà mình đẩy xe, mình gửi xe trong bãi rồi á quý chị, gửi xe trong bãi rồi đây đó, rất mạnh, lực mình gõ vô rất mạnh để tạo sự va chạm thực tế ha. Tuy nhiên thì kể cả dòng phim nào cũng vậy, phim 4T, phim BBF các kiểu, dán bao nhiêu triệu mình không cần biết, nhưng mà khi mà bạn téo mạnh xòe thì dàn mũ nó cũng banh chành chứ đừng nói chi mà bảo vệ nha. Cho nên vấn đề đó anh chị em chúng ta cần phải biết và quan tâm ha. Nó chỉ bảo vệ một phần nào đó về cái lực va chạm bên ngoài sơn thôi. Rồi ok, bây giờ mấy bạn quay cận cảnh vô cho anh này đây. Rất là chày, rất là nhiều chày bề mặt keo đó. Đây, với lực gõ như vậy chày rất là sâu vô bề mặt keo luôn. Tại vì do cấu tạo của phim 4T là bốn lớp nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái lớp keo này ra, coi bên trong nó có bị chày không, coi bên trong sơn nó có bị chày chóc vì không anh chị ơi. Rồi đây, và mình lao lên đó. Không có một vết chày nhẹ nào hết, nó bảo vệ hoàn toàn lớp sơn của chúng ta. Đây, không có một vết chày nào đâu ha, nó bảo vệ hoàn toàn cái lớp sơn zin. Phim 4T chống chày rất là cao đó. Rồi quý anh chị nào có muốn dán bảo vệ lớp sơn zin, bảo vệ chống chày cho xe của mình, hãy liên hệ với Đài Canh Minh 494 Tô Ký nha. Rồi cảm ơn.